Từ Trung Quốc, cái nôi của những cao thủ võ lâm bụi bặm phong trần và dành cả cuộc đời để tu luyện võ công, đến với bộ phim tiến hóa từ cái nôi ở trên về các cao thủ võ lâm huyền huyễn phương Đông vẫn tu luyện võ công nhưng dành nhiều thời gian hơn cho việc trang điểm, đeo len và làm nhiều biểu cảm đáng yêu. Đấu La Đại Lục. Khi người xem đã quá chán ngán với những bộ anime shonen thường thấy, những mô típ isekai lặp đi lặp lại đến phát chán, một bộ phim hoạt hình thay đổi toàn bộ cục diện được tạo ra, vẫn là shonen, vẫn là isekai, nhưng mà là ở Trung Quốc, chuyển sinh vào thế giới võ hồn của Đấu La Đại Lục, nơi võ công cao thì ở nhà mà múa, còn võ hồn cao thì mới có chỗ đứng trong xã hội, một thế giới hạn hẹp thời gian đến mức tất cả mọi thứ đều phải làm trong một nén nhang. Trận đấu bắt đầu. Một nơi đầy tính cạnh tranh với hệ thống cấp bậc lằng nhằng đến mức bạn chỉ cần biết đếm từ 1 đến 100 là có thể nhớ được. Có hàng loạt những võ hồn đa dạng, mỗi người một loại, mỗi loại một thuộc tính, đi kèm nhiều loại hồn hoàn, hồn cốt và kỹ năng đủ để bạn nhận ra rằng khi bạn đã biết hết tất cả các sức mạnh, các kỹ năng kể trên, thì phim sẽ vẽ ra cho bạn hàng tỷ tên gọi khác khiến việc nhớ bảng thuần hoàn hóa học cũng chỉ là trò trẻ con. Gặp nhân vật chính Đường Tam, một thiếu niên thiên tài kiệt xuất nhưng mà vẫn không được gia nhập môn phái mang họ mình. Anh là minh chứng cho việc ăn cắp sẽ được tha tội miễn là bạn đẹp trai và giỏi hơn tất cả những thằng còn lại. Sau khi tự chấm dứt cuộc đời vì bị tông môn vạ tội, Đường Tam đến một thế giới mới mang tên Đấu La Đại Lục, khác hoàn toàn với thế giới trước của anh khi mọi thứ được quyết định bằng tâm linh, cụ thể là đánh nhau bằng hồn. Mang trong mình đầy đủ ký ức từ kiếp trước cộng thêm thiên phú trời ban, con ông cháu cha, thẻ X2 kinh nghiệm và song sinh ma quái, anh trở thành chủ tịch nạp VIP trong server Đấu La và cũng đồng thời là Hacker Dog, theo chân Đường Tam trong hành trình chinh phục đỉnh vinh quang của Đấu La Đại Lục, trở thành top 1 được chiến và quan trọng nhất là chứng minh với thế giới rằng không có hồn võ vô dụng. Không có võ hồn vô dụng, chỉ có hồn sư vô dụng. Trừ Lam Ngân Thảo. Đáng tiếc vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Chỉ là vũ hồn Lam Ngân Thảo. Để chinh phục đỉnh vinh quang của Đấu La Đại Lục, Đường Tam cần có những người đồng đội kề vai sát cánh. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng những đứa nạp VIP, gồm Tiểu Vũ, Thỏ Võ Hồn. Cô là hồn thú sư với sức mạnh không phải là của một hồn thú sư, mà là của một con thú. Tiểu Vũ có mặt trong phim với mục đích duy nhất là giúp bộ phim có một nữ chính thần tiên tỷ tỷ và là nguồn hồn hoàn dự trữ của Đường Tam. Đới Mộc Bạch, Bạch Hổ Võ Hồn, đại ca của mấy đứa nhân vật chính, người giàu duy nhất không mở mồm khoe khoang nhà mình giàu mọi lúc mọi nơi như những bọn khác. Chu Trúc Thanh, Linh Nửa Võ Hồn, người yêu của Mộc Bạch. Và vì phim lúc nào cũng cần một đứa ngực to, Áo Tư Tạp, xúc xích võ hồn với sức mạnh là tạo ra xúc xích. Yeah, nghe hơi thiểu năng một tí nhưng anh là một trong những hồn sư mạnh nhất Đấu La Đại Lục với nhiệm vụ tối thượng trong mọi cuộc chiến là tạo ra xúc xích cho mọi người ăn. Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn, người thích ăn xúc xích và là cái trạng hàng đầu của Đấu La Đại Lục. Mã Hồng Tuấn, Phượng Hoàng Võ Hồn, người giúp cả đội bị lệch đội hình vì không có người yêu. Cùng nhau, 6 người và Đường Tam hợp sức lại để trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái với tốc độ kể cấp như hách, xài tool trái phép, khuynh đảo khắp cõi đại lục bằng cách gọi người nhà đến cứu vì bản thân quá yếu kém nên gặp ai cũng thua. Trải qua hàng loạt cuộc chiến cận não, những lần săn quái cực nhọc vì quái vật trong này khỏe vã trưởng và để đánh bại chúng thường là phải liên kết tổ đội, cùng những chức năng mà nghe như liên minh huyền thoại nhưng mà lại rất Đấu La Đại Lục. Một đội ngũ săn giết hồn thú ưu tú ít nhất phải gồm 5 bộ phận. Với các loại võ hồn như hồn thú, hồn vũ khí, hồn pháp bảo, hồn đồ ăn và hồn lôi. Cùng nhau đánh boss, nhặt đồ, lên cấp và đột phá cảnh giới. Quanh đi còn lại như thế trong vòng gần 300 tập phim và bạn vẫn phải ngồi mòn đít để xem là Đường Tam lên cấp thì học được cái gì tiếp theo. Nếu bạn thấy phim này nghe như game thì đúng là phim này như vậy. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm một tựa game tương tự như phim thì chúng ta có Soulland Đấu La Đại Lục. Và giờ đây là một phiên bản nâng cấp mang tên Lứt Niệm Tiêu Dao. Tựa game võ hiệp huyền huyễn phương Đông mới nhất của nhà phát hành Zizone kế thừa toàn bộ tinh hoa của Đấu La Đại Lục. Theo chân Đường Tam tiến vào thế giới của Nhất Niệm Tiêu Dao trong sự liên kết của Nhất Niệm Tiêu Dao và Đấu La Đại Lục sắp tới đây, trải nghiệm tu hành như tu luyện hồn võ và quan trọng hơn là vẫn phải chứng minh rằng không có linh căn vô dụng, chỉ có thân tiền bỏ đi. Well, Đường Tam nên nghĩ ra câu gì đấy nổi bật hơn. Đúng như vậy, không có thứ gì là vô dụng. Thế nên Nhất Niệm Tiêu Dao đã tạo nên một sự kiện phá đảo TikTok. Nói đơn giản là quay một video ngắn, cầm một thứ trông cực kỳ vô dụng, dễ nhất là bật camera trước, sau đó biến nó thành một thứ có ích, khai phá tiềm năng ẩn, trở nên mạnh mẽ với tổng giải thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng, cụ thể là 100 triệu, trong đó có AirPods 3 và nhiều phần quà giá trị in game. Và Đường Tam cũng chưa được nghỉ ngơi vì anh còn phải tiếp tục tham gia sự kiện hồn sư quyết đấu cùng Tiểu Vũ đại chiến với các tu sĩ trong chế độ Battle Royale cực kỳ hấp dẫn, hội ngộ bạn bè, thu thập pháp bảo, tránh màn sương độc và tiếp tục nhận lại nhiều phần quà bao gồm thời trang và bảo vật giới hạn, trang phục biến hóa của Đường Tam và Tiểu Vũ và phần thưởng tối đa có thể lên tới 30.000 cơ duyên. Bạn tưởng bằng ý quà đã hết ư? Nhân Niệm Tiêu Dao còn có sự kiện phúc lợi mở server, chỉ cần đăng nhập là có thể nhận ngay nhẫn cổ tử vi
bộ Lăng Vân Chỉ Vũ và 4450 cơ duyên, chẳng chờ gì nữa mà không tham gia ngay vào thế giới của Nhất Điểm Tiêu Dao, khi game cho phép bạn tu hành theo sở thích của bản thân với hai con đường để lựa chọn là đánh nhau bằng năm đấm hoặc bằng trí tưởng tượng, từ đó phối hợp với nhiều kiểu thần công khác nhau tạo ra phong cách riêng của bản thân, tu hành mọi lúc mọi nơi, kể cả khi chơi máy hoặc AFK, nhận kinh nghiệm và dễ dàng đột phá cảnh giới. Dễ dàng ở đây là lúc chưa nhìn thấy chữ phần trăm đột phá thành công. Nhưng mà cũng đừng quá lo, vì nếu có thất bại thì được làm lại, và tất cả những gì bạn mất chỉ là thời gian và một chút niềm tin. Hơn nữa bạn có thể nuôi dưỡng linh thú vào luyện khí để có thể đạt được trạng thái tu hành cao hơn, lên đến 10 quả hoặc 11 quả. Nếu không muốn cô đơn trong suốt phần đời của mình và cả trong game, hãy tìm cho mình một đạo lữ đồng tu. Và kể cả khi không tìm được vì bạn quá vô duyên để bắt đầu một mối quan hệ, thì hãy gia nhập tông môn và cùng những người lạ chiến đấu MMO không ngừng nghỉ, lập chiến công lớn, phát triển tông môn, xưng bá võ lâm. Với tất cả những trải nghiệm trên, bạn chỉ cần mất 10 giây vào CH Play và App Store, tải Nhất Điểm Tiêu Dao ngay hôm nay để có cơ hội nhận iPhone 14. Link chi tiết ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với Đấu La Đại Lục, nếu chỉ dừng lại ở đó thì phim này sẽ là phim đánh nhau cho trẻ con xem, mặc dù đánh nhau cũng nhiều phết và hoàn toàn không có yếu tố trẻ con, nhưng phim còn lồng ghép nhiều phân đoạn tình cảm, câu chuyện về tình đồng chí, tình yêu đôi lứa, tinh thần gia đình và những bài học đạo đức lớp 5, mà cụ thể là ra đường nhớ trách võ hồn của thằng kia cấp bao nhiêu rồi hắng mở mồm ra nói. Tất cả đều có trong Đấu La Đại Lục và hầu hết những phim huyền huyễn hiện nay trên thị trường, với sự tham gia của Biến Hình Siêu Nhân, Thua Như Siêu Nhân, rồi vẫn là thua rồi, và tự nhiên lại thắng Như Siêu Nhân ngay sau đó. Sự là khắc thấp quá, chúng ta vẫn sẽ là đội giành chiến thắng. Chiến đội Học Viện Vũ Hồn Điện nhận thua. Siêu đấu lục tại Đại La.